Mình phải biết chăm sóc sức khỏe, chăm sóc bản thân, và đặc biệt là mình thường xuyên lái xe đi làm, cho nên là mình phải chuẩn bị sẵn những cái dụng cụ này. Đây là máy massage nhanh, tiện, lợi, lẹ nữa. Những cái này mình có thể dùng trên ô tô được, dùng ở nhà được luôn. Chút nữa mình sẽ review từng cái cho mọi người coi. Như đây là bao khỏe, bao mỏi và bao đã. Đây là máy massage bàn chân. Máy này có công dụng làm cho bàn chân của chúng ta đỡ mệt mỏi sau nhiều ngày, nhiều giờ đứng hoặc chơi thể thao. Nếu các bạn mệt mỏi đôi bàn chân của mình thì hãy mua ngay máy massage này nha. Và đây là máy massage lưng dùng để trên ghế ô tô cho các bác tài thường xuyên phải di chuyển nhiều ngày, nhiều giờ trên xe. Và đây là bộ sạc ở nhà và bộ sạc trên xe. Nếu như cảm thấy mỏi lưng thì hãy mua ngay sản phẩm này nha. Còn đây được gọi là cái máy massage rất tiện dụng, tiện lợi với nhiều đầu khác nhau. Chúng ta có thể thay đổi các đầu theo từng vị trí nhất mỏi trên lưng, vai, cổ và gáy của mình nha các bạn. Cách sử dụng rất đơn giản, chỉ cần tháo lắp các đầu mà các bạn mong muốn, sau đó on lên và chỉnh cấp độ, tăng dần theo nhiệt độ mỏi cơ của mình. Và sau đó các bạn có thể trải nghiệm cái máy này. Với Huy Khánh thì Huy Khánh thường xuyên mỏi gáy, mỏi cổ, mỏi vai, mỏi lưng sau những ngày làm việc mệt mỏi và chạy xe thường xuyên. Với cái máy này thì chúng ta không nên làm ở đây và cả ở đây nữa, nó nguy hiểm lắm nha các bạn. Còn với cái máy massage này thì phải nói là rất hay, được làm bằng da, rất mịn, rất xịn. Chúng ta chỉ cần đeo lên cổ và để cái tay xuống như vậy thôi là cái cổ của chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái rất là nhiều. Đối với những người võ thuật thì đây là cái máy không gì tiện bằng. Máy massage Glass Care đã được rất nhiều nghệ sĩ và các vận động viên tin dùng. Còn các bạn còn chơi gì nữa mà không sử dụng ngay?